Xin chào tất cả các em. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô là Bùi Thị Thu Huyền, giáo viên sinh học trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Khoái Châu. Ở bài trước, các em đã tìm hiểu cho cô bài Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển. Vậy trước khi vào bài mới, cô trò mình cùng khởi động. Các em hãy quan sát cho cô một số bức tranh sau. Bức tranh này cho chúng ta biết nguồn năng lượng từ điện. Còn đây là năng lượng từ gió. Và đây là năng lượng của ánh sáng mặt trời. Đó là một số dạng năng lượng ở trên trái đất. Vậy, trong hệ sinh thái đã sử dụng nguồn năng lượng nào? Và sau khi đi vào hệ sinh thái thì được vận chuyển ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu vào bài hôm nay cho cô. Bài số 45, dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay gồm có hai phần lớn. Một lớn nói về dòng năng lượng trong hệ sinh thái với một nhỏ sự phân bố năng lượng ở trên trái đất. Và hai là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Hai lớn là hiệu suất sinh thái. Các em sẽ cùng đi tìm hiểu cho cô vào phần một lớn, dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Một nhỏ sự phân bố năng lượng ở trên trái đất. Các em hãy quan sát lên trên hình. Nguồn bức xạ từ mặt trời khi chiếu xuống thì 30% phản hồi vào không gian, 19% được khí quyển hấp thụ, 51% chiếu xuống bề mặt của trái đất. Nhưng chỉ có 47% bề mặt trái đất hấp thụ. Còn 4% khi chiếu xuống bề mặt của trái đất thì được phản hồi vào không gian. Thời gian và cường độ của chiếu sáng thì còn tùy thuộc vào vĩ độ hoặc tùy thuộc vào mùa ở trong năm. Cô lấy ví dụ về mùa hè thì thời gian chiếu sáng ở trong ngày dài, cường độ ánh sáng mạnh, ngược lại so với mùa đông. Năng lượng của ánh sáng còn tùy thuộc vào thành phần của tia sáng. Những tia sáng có bước sóng dài chủ yếu để tạo nhiệt và sinh vật sản xuất chỉ sử dụng những tia sáng nhìn thấy cho quá trình quang hợp. Như ánh sáng đỏ thì sử dụng để tổng hợp các hợp chất carbohydrate, còn ánh sáng xanh tím thì sử dụng để tổng hợp nên protein hoặc axit amin. Vậy qua đây thì chúng ta thấy trong hệ sinh thái, năng lượng chủ yếu được sử dụng là năng lượng của ánh sáng mặt trời và sinh vật sản xuất chỉ sử dụng những tia sáng nhìn thấy cho quá trình quang hợp, chiếm 50% tổng lượng bức xạ chiếu xuống trái đất. Nhưng trong 50% này thì chỉ có 0,2 đến 0,5 được sử dụng để tổng hợp chất hữu cơ. Sau khi năng lượng đi vào trong hệ sinh thái rồi thì được truyền như thế nào? Chúng ta cùng sang phần số 2 nhỏ cho cô, dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Các em hãy quan sát cho cô hình số 45.1, sơ đồ khái quát năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái và trả lời cho cô câu hỏi sau. Hãy mô tả sự truyền năng lượng trong hệ sinh thái. Quan sát vào trong hình thì các em thấy được chuỗi thức ăn được mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sau đó đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2 và sinh vật tiêu thụ bậc 3. Ở đây, sinh vật tiêu thụ bậc 3 chính là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Nếu sinh vật sản xuất là cây rẻ thì sinh vật tiêu thụ bậc 1 chính là xén tóc, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là thằn lằn và sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất chính là diều hâu. Mũi tên màu đỏ chỉ năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng. Và chúng ta thấy mũi tên màu đỏ này
là nhỏ dần từ sinh vật sản xuất đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2 và sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Mũi tên nhỏ dần qua các bậc dinh dưỡng để thấy là năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng là giảm dần. Tại sao lại có điều đó? Thì quan sát vào trong hình, các em thấy được là năng lượng từ ánh sáng mặt trời được truyền cho sinh vật sản xuất. Và quang năng trong ánh sáng mặt trời được chuyển thành hóa năng ở trong sinh vật sản xuất. Sau khi chuyển thành hóa năng trong các hợp chất hữu cơ này thì phần lớn là năng lượng bị mất thông qua hô hấp để tổng hợp ATP và tỏa nhiệt ra môi trường. Một phần năng lượng bị mất qua cành, lá, rụng. Một phần thì sinh vật sản xuất sử dụng để tổng hợp chất hữu cơ và một phần rất nhỏ được truyền cho xén tóc. Năng lượng xén tóc nhận được thì phần lớn cũng mất qua hô hấp và tỏa nhiệt ra môi trường. Một phần thì mất qua chất thải. Một phần rất là nhỏ được truyền cho thằn lằn. Ở thằn lằn cũng vậy, năng lượng phần lớn bị mất thông qua hô hấp để tạo nhiệt tỏa ra ngoài môi trường. Một phần mất qua chất thải. Một phần rất là nhỏ được truyền cho sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Và ở sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất thì phần lớn năng lượng đó cũng mất qua quá trình hô hấp. Một phần nhỏ mất qua các chất thải. Qua đó thì chúng ta thấy là năng lượng từ ánh sáng mặt trời được chuyển thành hóa năng trong các hợp chất hữu cơ và hóa năng này được chuyển thành nhiệt năng tỏa ra ngoài môi trường. Và sau khi tỏa ra môi trường rồi thì không được tái sử dụng. Quá trình truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như vậy ta gọi là dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Tức là năng lượng đi theo dòng, truyền theo một chiều và chỉ sử dụng một lần. Qua đây thì chúng ta rút ra được những đặc điểm nổi bật của dòng năng lượng trong hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái thì năng lượng đi theo dòng chỉ truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua sinh vật tiêu thụ các bậc và trả lại môi trường. Năng lượng chỉ được sử dụng một lần, không được tái sử dụng. Và càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng giảm. Các em quan sát tiếp vào hình 45.1 và trả lời cho cô câu hỏi. Hãy giải thích vì sao năng lượng truyền lên các bậc dinh dưỡng càng cao thì càng nhỏ dần. Quan sát vào trong hình thì các em sẽ thấy được vì sao mà càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng càng nhỏ dần. Vì phần lớn năng lượng qua các bậc bị mất thông qua quá trình hô hấp để tổng hợp ATP và tỏa nhiệt ra môi trường. Lý do thứ hai đó là năng lượng bị mất thông qua các chất thải ở mỗi bậc dinh dưỡng. Ví dụ như là cành, lá rụng ở thực vật hoặc sản phẩm bài tiết ở động vật. Các em quan sát tiếp vào hình 45.1 cho cô, một lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng và trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1 là hãy quan sát hình 43.1 và cho biết các sinh vật sản xuất trong hệ sinh thái đó. Quan sát vào trong hình thì các em thấy được năng lượng từ ánh sáng mặt trời sẽ được các sinh vật sản xuất sử dụng, đó chính là nón thông và cây rẻ.
Câu hỏi số 2 là hãy cho biết sinh vật nào đóng vai trò quan trọng trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào trong chu trình dinh dưỡng. Thì cũng quan sát vào hình, các em sẽ thấy được là nhóm sinh vật sản xuất sẽ nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Vậy đó chính là nhóm sinh vật sản xuất. Và trong hình thì các em sẽ thấy được chính là cây xanh và cụ thể là cây rẻ và cây thông. Câu hỏi số 3 là hãy nêu vai trò của vi khuẩn và nấm trong việc truyền năng lượng ở hệ sinh thái đó. Quan sát vào trong hình thì các em sẽ thấy được đó là xác các động vật, thực vật và sản phẩm bài tiết thì sẽ được nấm và vi khuẩn phân hủy để trả lại các chất vô cơ cho môi trường và giải phóng năng lượng. Câu hỏi số 4 là hãy nêu tóm tắt con đường truyền năng lượng trong hệ sinh thái ở hình 43.1. Các em quan sát tiếp lên trên hình thì chúng ta thấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời sẽ được sinh vật sản xuất hấp thụ, đó chính là nón thông và quả rẻ. Sau khi hấp thụ rồi thì sẽ được truyền cho sinh vật tiêu thụ bậc 1 là sóc hoặc là xén tóc. Sinh vật tiêu thụ lại được truyền cho sinh vật tiêu thụ bậc 1, được truyền cho sinh vật tiêu thụ bậc 2 như chim gõ kiến, hoặc là sinh vật tiêu thụ bậc 2 đó chính là và sinh vật tiêu thụ bậc 2 như chăn, hoặc sinh vật tiêu thụ bậc 2 là than nằn. Và sinh vật tiêu thụ bậc 2 lại được truyền cho sinh vật tiêu thụ bậc 3 như là diều hâu hoặc là chăn. Và xác các động thực vật này sau khi chết đi hoặc là sản phẩm bài tiết sẽ được nấm và vi khuẩn phân hủy để trả lại các chất vô cơ cho môi trường và giải phóng năng lượng ra môi trường. Từ đó chúng ta có thể tóm tắt được cái sơ đồ như sau. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời được truyền cho sinh vật sản xuất, sau đó đến sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc 2, sinh vật tiêu thụ bậc 3 và sinh vật phân giải. Các em quan sát tiếp lên hình 45.2, sơ đồ khái quát về năng lượng trong hệ sinh thái và hãy trả lời cho cô câu hỏi là chỉ ra sự khác biệt giữa chu trình vật chất và dòng năng lượng ở trong hệ sinh thái. Ở bài trước, các em đã học về chu trình vật chất thì sẽ được tuần hoàn theo chu trình sinh địa hóa, được lặp đi lặp lại và tái sử dụng. Còn dòng năng lượng hôm nay thì các em thấy năng lượng từ ánh sáng mặt trời được sinh vật sản xuất, sử dụng và chuyển hóa từ quang năng thành hóa năng, sau đó được truyền qua các bậc dinh dưỡng, sau đó được trả lại cho môi trường. Và sau khi trả lại cho môi trường rồi thì không được tái sử dụng. Từ đó chúng ta rút ra được sự khác biệt. Dòng năng lượng thì đi theo dòng một chiều và không được tái sử dụng. Vậy qua phần 1 lớn này thì các em cần nắm được cho cô đó là những đặc điểm nổi bật của dòng năng lượng trong hệ sinh thái và chỉ ra cho cô được sự khác biệt giữa chu trình vật chất và dòng năng lượng. Sau khi năng lượng đi vào trong hệ sinh thái rồi thì ở mỗi bậc dinh dưỡng năng lượng được chuyển hóa như thế nào thì các em sang phần 2 lớn cho cô, đó là hiệu suất sinh thái. Để tìm hiểu phần này, cô có một bài tập như sau. Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 1.500.000 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 180.000 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 18.000 kcal, sinh vật tiêu thụ bậc 4 là 1.620 kcal.
Hãy tính hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên. Quan sát vào bài tập trên thì các em sẽ thấy là đề bài cho chúng ta sinh vật tiêu thụ ở các bậc từ bậc 1 cho đến bậc 4. Nhưng yêu cầu của đề bài lại là tính hiệu suất giữa các bậc dinh dưỡng. Vậy từ đầu bài cô có thể tóm tắt cho các em bằng một sơ đồ như sau. Sinh vật sản xuất sẽ ứng với bậc dinh dưỡng bậc 1. Sau đó sinh vật tiêu thụ bậc 1 sẽ ứng với bậc dinh dưỡng bậc 2. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 sẽ ứng với bậc dinh dưỡng bậc 3. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 sẽ là sinh vật ứng với bậc dinh dưỡng bậc 4. Và sinh vật tiêu thụ bậc 4 ứng với bậc dinh dưỡng bậc 5. Từ đây ta có thể tính được hiệu suất sinh thái giữa bậc 3 với bậc 2 sẽ là 12%. Và hiệu suất sinh thái giữa bậc 4 với bậc 3 là 10%. Các con số 12%, 10% được gọi là hiệu suất sinh thái. Vậy hãy khái niệm cho cô hiệu suất sinh thái là gì? Từ đây chúng ta khái niệm được hiệu suất sinh thái chính là tỷ lệ phần trăm sự chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng. Và qua phần bài tập thì các em có thể rút ra được cho cô công thức để tính hiệu suất sinh thái như sau. H sẽ được tính bằng QN cộng 1 trên QN nhân 100%. Trong đó thì H chính là hiệu suất sinh thái tính theo đơn vị là phần trăm. Còn QN chính là bậc dinh dưỡng thứ N. QN cộng 1 chính là bậc dinh dưỡng thứ N cộng 1. Ở đây thì các em chú ý cho cô một điều là khi tính hiệu suất sinh thái thì thường chúng ta thường tính ở bậc dinh dưỡng sau với bậc dinh dưỡng trước liền kề. Nhưng chúng ta cũng có thể tính giữa bậc dinh dưỡng sau với bậc trước không liền kề. Không nhất thiết là chúng ta cứ phải tính liền kề nhau. Các em quan sát tiếp cho cô tranh hình 45.3. Đó là sơ đồ biểu diễn hiệu suất sinh thái ở mỗi bậc dinh dưỡng. Và trả lời cho cô câu hỏi sau. Hãy giải thích vì sao năng lượng được tích lũy ở mỗi bậc dinh dưỡng là thấp. Quan sát vào trong hình thì các em sẽ thấy được ở mỗi bậc dinh dưỡng sẽ nhận được năng lượng từ bậc dinh dưỡng dưới là 100%. Đấy được gọi là năng lượng đầu vào. Sau khi nhận được 100% rồi thì 70% năng lượng đó bị mất qua hô hấp để tạo nhiệt tỏa ra môi trường. Một phần năng lượng bị mất qua các chất thải và các sản phẩm rơi rụng chiếm 10%. Và 10% thì được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. Và năng lượng mất qua hô hấp hoặc qua chất thải được gọi là năng lượng đầu ra. Còn lại ở mỗi bậc dinh dưỡng thì thường là tích lũy được 10%. Từ đấy chúng ta lý giải được vì phần lớn năng lượng bị mất qua hô hấp chiếm đến 70%, còn mất qua các chất thải là 10%. Còn lại 10% được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn. Đến đây thì các em cũng chú ý cho cô là năng lượng được tích lũy ở mỗi bậc thường là 10%, nhưng trên thực tế thì có thể tích lũy được nhiều hơn hoặc là ít hơn. Vận dụng điều này, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi số 3, trang 203 ở sách giáo khoa. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, thường là quá 6 mắt xích.
Để giải thích thì cô có một ví dụ sau. Cô có ví dụ một chuỗi thức ăn được bắt đầu bằng sinh vật sản xuất là cây ngô. Sinh vật tiêu thụ bậc 1 là sâu ăn lá ngô. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là nhái. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là rắn hổ mang. Và sinh vật tiêu thụ bậc 4 chính là đại bàng. Và cô giả sử là ngô nhận được năng lượng từ môi trường là 100%. Thì 70% mất qua hô hấp, 10% mất qua chất thải, 10% được truyền cho sâu. Còn lại, cây ngô tích lũy được 10% để tổng hợp chất sống. Đến sâu ăn lá ngô thì 70% của 10% mất qua hô hấp ứng với 7%. 10% của 10% mất qua chất thải là 1%. 10% của 10% truyền lên cho nhái là 1%. Và sâu tích lũy 10% của 10% là 1%. Tương tự như thế, đến nhái thì chúng ta thấy là sẽ tích lũy được 10% của 1% là 0,1. Mất đi 70% do hô hấp là 0,7. 10% mất qua chất thải là 0,1. Và 10% của 1% truyền cho rắn hổ mang là 0,1%. Tương tự như thế, đến rắn hổ mang thì năng lượng được tích lũy 10% của 0,1% là 0,01%. Và 70% của 0,1% mất qua hô hấp là 0,07. 10% của 0,1% mất qua chất thải là 0,01. 10% của 0,1% này truyền cho đại bàng là 0,01%. Và đến đại bàng tích lũy được 10% của 0,01% này là 0,001%. Vậy ta thấy năng lượng tích lũy đến đại bàng đã là rất nhỏ rồi. Và khi ở một mắt xích nào đó mà năng lượng tích lũy được rất là nhỏ, không đủ năng lượng để duy trì của một bậc dinh dưỡng, thì khi mà số lượng cá thể ở trong cái mắt xích đó có kích thước nhỏ hơn kích thước tối thiểu thì quần thể sẽ không thể tồn tại. Qua đó chúng ta có thể lý giải được vì sao là chuỗi thức ăn thường không kéo dài quá 6 mắt xích. Lý do thứ nhất là một phần năng lượng bị thất thoát dần bằng nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng. Và lý do thứ hai đó chính là càng lên bậc dinh dưỡng cao thì năng lượng tích lũy càng ít dần. Đến một mức nào đó thì không còn đủ để duy trì của một bậc dinh dưỡng. Đến đây thì các em cũng chú ý cho cô một điều là với hệ sinh thái ở dưới nước thì chuỗi thức ăn có thể kéo dài được đến 6 mắt xích, còn ở trên cạn thì thường chỉ kéo dài đến 5 mắt xích. Vậy tại sao lại có điều đó? Thì ở dưới nước, nhiệt độ môi trường nước tương đối là ổn định. Vì vậy, năng lượng mất qua hô hấp là ít hơn so với ở trên cạn. Và lý do thứ hai đó là ở trên cạn thì các sản phẩm chất thải của các bậc dinh dưỡng thải ra là lớn hơn so với hệ sinh thái ở dưới nước. Chính vì vậy mà với hệ sinh thái ở dưới nước thường kéo dài được đến 6 mắt xích, còn ở trên cạn thì chỉ đến 5 mắt xích. Và đó là toàn bộ nội dung của phần 2 lớn nói về hiệu suất sinh thái. Vậy qua phần này, cô nhấn mạnh các em đó là các em cần nắm được cho cô khái niệm về hiệu suất và công thức tính. Chúng ta sẽ cùng vận dụng kiến thức đã học để sang phần số 3 lớn. Sang phần 3 là luyện tập. Câu hỏi số 1 chính là câu 1 trang 203 ở sách giáo khoa. Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Và cho ví dụ về việc điều chỉnh các kỹ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện chiếu sáng để nâng cao năng suất của vật nuôi và cây trồng. Với câu hỏi này, chúng ta có hai ý.
Ý số 1 là các em hãy nêu vai trò của ánh sáng. Thì chúng ta thấy là tất cả các sinh vật trên trái đất đều sống nhờ vào ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời này sẽ được các sinh vật sản xuất, hấp thụ, sau đó truyền qua các bậc dinh dưỡng. Ý thứ hai là ví dụ về việc điều chỉnh kỹ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện chiếu sáng. Như chúng ta sẽ trồng cây đúng mật độ hoặc là xen canh. Trong một diện tích, chúng ta có thể xen ở trên là cây ưa bóng và ở dưới, ở trên là cây ưa sáng và ở dưới là cây ưa bóng thì sẽ nâng cao được năng suất của cây trồng. Hoặc có thể chọn cây trồng vật nuôi đúng thời vụ. Như trên hình, các em thấy đó là chúng ta trồng đúng thời vụ thì sẽ thu được năng suất cao. Như những cây mùa đông, chúng ta thu hoạch vào trồng và thu hoạch trong mùa đông như su hào, bắp cải. Cây mùa hè, ví dụ như là rau đay, đậu đũa. Câu số 2 là quan hệ dinh dưỡng giữa các loài ở trong quần xã cho biết. Thì với câu này chúng ta sẽ trả lời được, đó chính là đáp án D. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài ở trong quần xã cho chúng ta biết dòng năng lượng trong quần xã. Câu số 3, điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái? Với câu này chúng ta sẽ thấy được đáp án chính xác là C. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng tăng dần mà phải là giảm. Vậy toàn bộ nội dung bài hôm nay cô có thể tóm lại bằng một sơ đồ tư duy như sau. Nhìn vào sơ đồ tư duy thì các em sẽ thấy chúng ta có hai phần lớn mà cần nắm được. Đó là dòng năng lượng với những đặc điểm nổi bật như đi theo dòng, truyền theo một chiều, sử dụng một lần và càng lên cao thì càng giảm. Và nội dung thứ hai đó chính là hiệu suất sinh thái. Các em cần nắm được khái niệm và công thức tính. Về nhà, các em sẽ làm tiếp cho cô bài tập số 4 sách giáo khoa trang 203 và hệ thống hóa toàn bộ cho cô kiến thức phần sinh thái học. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em sức khỏe, học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.